Năm 2019 với những dữ liệu dự báo tăng trưởng toàn cầu, quy mô thị trường và nhu cầu hàng hóa giảm, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể tình hình thương mại toàn cầu sẽ ảnh hưởng tiêu cực do Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện các giải pháp kinh tế để giảm nhập siêu, dần cân bằng cán cân thương mại. Năm 2018 là năm thành công với chỉ tiêu xuất khẩu và cán cân thương mại khi kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 244,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8% so với năm 2017, cao hơn chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm. Xuất siêu kỷ lục đạt 7,2 tỷ đô la Mỹ, quy mô xuất khẩu tăng mạnh. Hiện nay cả nước có khoảng 26 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, 8 mặt hàng đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ và 5 mặt hàng trên 10 tỷ đô la Mỹ. Năm nay nhóm nông sản được hỗ trợ bởi yếu tố lượng nên dù giá xuất khẩu không còn là yếu tố thuận lợi như giai đoạn trước nhưng kim ngạch không bị giảm. Nhiều mặt hàng trong nhóm công nghiệp cũng đạt kim ngạch cao so với năm 2017. Năm 2019, Bộ Công Thương đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 258 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm 2017. Đây là mức tương đối thách thức trong bối cảnh xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất trong nước, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cũng đề xuất một số giải pháp chính để tăng cường xuất khẩu trong năm 2019, bao gồm phát triển sản xuất và tạo nguồn hàng chất lượng để đảm bảo quy mô cho xuất khẩu, phát triển và mở cửa thị trường, tổ chức hoạt động xuất khẩu và liên kết chuỗi sản xuất, chế biến. Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ tập trung nâng cao hiệu quả kết nối, phối hợp đồng bộ với các đơn vị giải quyết vấn đề phát sinh trong thương mại quốc tế như chống trợ cấp, chống bán phá giá, v.v. Thay đổi căn bản trong xúc tiến thương mại, đi sâu vào các mặt hàng chủ lực trong từng giai đoạn, chứ không làm dàn trải như hiện nay để đưa sản phẩm Việt Nam đến ngày càng nhiều thị trường trên thế giới.